Bí xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng hơn đại bồ tát nào mà xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo tu hành tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ vì sao vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lợi lạc vô lượng hữu tình bí xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng hơn đại bồ tát nào mà xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo tu hành bốn niệm trụ bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo vì sao vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lợi lạc vô lượng hữu tình Bí xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng hơn đại bồ tát nào mà xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện vì sao vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lợi lạc vô lượng hữu tình Bí sâu nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng hơn đại Bồ Tát nào mà xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo. Tu hành bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột, lợi lạc vô lượng hữu tình bí xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng hơn đại bồ tát nào mà xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo tu hành năm loại mắt sáu phép thần thông vì sao vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lợi lạc vô lượng hữu tình Bí sâu nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng hơn đại bồ tát nào mà xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo tu hành mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xà mười tám pháp phật bất cộng vì sao vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lợi lạc vô lượng hữu tình bí sâu nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng hơn đại bồ tát nào mà xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả vì sao vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lợi lạc vô lượng hữu tình